Như chúng ta cũng biết, Biển Đông không những nằm trên tuyến đường vận tải quan trọng của nền thương mại hàng hải toàn cầu, mà còn là nơi có nguồn lợi thủy sản và trữ lượng dầu mỏ khoáng sản cực lớn. Do đó, nhiều nước luôn tranh giành vị thế của mình trên Biển Đông, đặc biệt là Trung Quốc, gã láng giềng tham lam của Việt Nam hiện giờ. Do đó, suốt thời gian qua, Trung Quốc không ngừng dựng lên các dàn thăm dò dầu khí tại khắp vùng biển giàu tiềm năng, thậm chí mà Hoa Lục còn xâm lấn vào cả vùng biển và vùng thềm lục địa của Việt Nam, bất chấp sự phản đối gay gắt của nước bạn láng giềng. Vì lẽ đó mà Việt Nam luôn đề cao cảnh giác với Trung Quốc trên Biển Đông để có thể kịp thời ứng phó ngay khi cần. Mới đây nhất, việc Trung Quốc công bố phát hiện mỏ khí đốt 100 tỷ mét khối ở độ sâu trung bình 1.500 mét ở Biển Đông, mà không cho biết vị trí chính xác, đã khiến Việt Nam phải đặt ra câu hỏi lớn rằng phải chăng mỏ dầu đó cũng nằm trong vùng lãnh hải không thể xâm phạm của Việt Nam, nên Trung Quốc mới gian gian diêu díu mập mờ. Có thật là nước này đang lăm le chiếm lấy nguồn tài nguyên dầu khí của nước bạn để làm giàu cho chính mình hay không? Vâng, đây cũng là nội dung chính mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong video số hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày bạn nhé! Các bạn thân mến, mấy ngày gần đây, Trung Quốc đã khiến cả thế giới xôn xao khi tuyên bố rằng phát hiện một chấn động như sau. Theo nguồn tin từ Tân Hoa Xã, mỏ khí đốt Linh Chui 361 hay là Lăng Thủy 361 đã được phát hiện, đánh dấu một thành tựu quan trọng trong quá trình nghiên cứu và tìm kiếm của Tổng Công ty Dầu khí Ngoài khơi Trung Quốc CNOOC. Thông tin này được chính thức xác nhận vào ngày 7 tháng 8 năm 2024. Mỏ Linh Xui 361 chứa 100 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên và được coi là mỏ khí đốt siêu nông ở vùng nước siêu sâu đầu tiên trên thế giới. Mặc dù CNOOC không nêu rõ cụ thể của mỏ dầu này, nhưng mà họ đã xác định rằng nó nằm ở vùng biển phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc với độ sâu trung bình khoảng 1.500 mét. Theo Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, CNOOC cho biết Biển Đông là khu vực quan trọng để công ty tăng cường trữ lượng và sản lượng khí đốt tự nhiên. Việc thử nghiệm thành công tại Linh Xui 361 sẽ mở rộng thêm nguồn tài nguyên, góp phần phát triển một khu vực khí đốt có trữ lượng lên tới hàng nghìn tỷ mét khối ở Biển Đông. Vậy nên, CNOOC sẽ tiếp tục đẩy mạnh thăm dò và phát triển hydrocarbon trong khu vực này, cũng như là tăng cường năng lực cung cấp năng lượng. Như vậy, hiện tại vị trí chính xác của mỏ dầu Lăng Thủy 361 vẫn chưa được xác định một cách cụ thể. Nhưng nếu căn cứ theo cách gọi tên thông thường, thì mỏ dầu Lăng Thủy có nhiều khả năng nằm trong lô 36 theo bản đồ của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, AMTI. Và nếu đúng là như vậy, thì Lăng Thủy 361 sẽ có phần diện tích nằm trong vùng 200 hải lý của Hoàng Sa, trong khi đó Hoàng Sa lại là của Việt Nam, nên vấn đề sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Nói cách khác, với vị thế nước lớn của Trung Quốc, chuyện Việt Nam lên tiếng yêu cầu chủ quyền về mỏ dầu sẽ rất gay go. Nếu nó thực sự nằm trong vùng lãnh hải nước nhà, thậm chí là nó còn có thể dẫn đến các xung đột gay gắt, dễ leo thang thành cuộc chiến tranh đẫm máu. Và điều này đã từng xảy ra trước đây cùng với giàn khoan Hải Dương 981. Cụ thể hơn, vào ngày 2 tháng 5 năm 2014, Trung Quốc ngang nhiên kéo giàn khoan Hải Dương 981 với vị trí cách đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 17 hải lý về phía nam, cách đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam khoảng 120 hải lý về phía đông. Và đây là vị trí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển Quốc tế năm 1982. Để bảo vệ giàn khoan tỷ đô này, Trung Quốc huy động tới 80 tàu thuyền các loại, trong đó có 7 tàu quân sự. Ngoài ra, hàng ngày còn có hàng chục tốp máy bay hoạt động trên khu vực xung đột. Có những thời điểm, số lượng tàu hộ tống của Trung Quốc lên tới hơn 100 chiếc. Để bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phán của mình trong vùng đặc quyền kinh tế, theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, Việt Nam đã cử 29 tàu chấp pháp tới các khu vực gần giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc khi nhận thấy nó định thiết lập vị trí cố định. Lúc đó, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tích cực tuyên truyền kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của mình. Đến ngày 4 tháng 5 năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có thư gửi Chủ tịch và Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc để cực lực phản đối hành động của láng giềng và kiên quyết yêu cầu công ty này dừng ngay lập tức các hoạt động bất hợp pháp, cũng như rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của nước nhà. Đến ngày 5 tháng 5 năm 2014, Việt Nam tiếp tục tổ chức họp báo công khai, trong đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển của Việt Nam khi chưa được phép đều là bất hợp pháp và vô giá trị. Đáp lại, tàu Trung Quốc liên tục có những hành vi gây hấn, khiêu khích như mở bạt che pháo để uy hiếp, sử dụng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam,
sẵn sàng đâm húc gây hư hỏng cho tàu láng giềng và làm bị thương một số kiểm ngư viên làm nhiệm vụ. Đến ngày 11 tháng 5 năm 2014, tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 24 ở Myanmar, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng lần đầu tiên công khai tố cáo Trung Quốc về việc đưa giàn khoan Hải Dương 981 cùng hơn 80 tàu hộ tống đi vào vùng biển Việt Nam và kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế. Tiếp đến, ngày 15 tháng 5 năm 2014, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tuyên bố Việt Nam đã đưa công hàm phản đối Trung Quốc ra Liên Hợp Quốc. 5 ngày sau, tức là ngày 20 tháng 5 năm 2014, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc tại Geneva đã gửi thông cáo đến Văn phòng Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác cũng như các cơ quan báo chí có trụ sở tại Geneva về sự kiện Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam tại vùng Biển Đông rộng lớn. Nhưng đến ngày 26 tháng 5 năm 2014, tàu Trung Quốc vẫn bao vây và đâm chìm một tàu cá của ngư dân Đà Nẵng cách giàn khoan 17 hải lý ở khu vực phía Nam Tây Nam. Đây là ngư trường truyền thống thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam theo luật pháp quốc tế. Trước sự kiện đó, cộng đồng các nước đã có những phản ứng rất quyết liệt. Một loạt các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Philippines, Indonesia, Ấn Độ đã lên án hành động bất chấp luật pháp, gây mất ổn định và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực của Bắc Kinh khi này. Không dừng lại ở đó, tại buổi đối thoại Shangri-La diễn ra vào tháng 6 năm 2014 ở Singapore, nguyên thủ và lãnh đạo các nước như Nhật Bản và Mỹ đã kịch liệt lên án hành vi ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông. Trước đó, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định Việt Nam sẽ nghiên cứu mọi phương án để bảo vệ quyền chủ quyền và quyền tài phán hợp pháp của mình, kể cả phương án pháp lý nghiêm ngặt. Còn tại Trung Quốc, dư luận nước này cũng xuất hiện ngày càng nhiều tiếng nói phản đối hành vi ngang ngược của Bắc Kinh đối với nước láng giềng. Nhiều học giả Trung Quốc cho rằng việc chính phủ nước nhà gây chuyện với Việt Nam sẽ không đem đến một kết cục có lợi, đồng thời phản bác những lập luận mà nhà cầm quyền dùng để đưa ra tuyên bố về chủ quyền phi lý bên trong đường chín đoạn. Trên những sức ép ngày càng lớn đến từ dư luận trong nước và quốc tế, Trung Quốc không còn con đường nào khác. Vào ngày 16 tháng 7 năm 2014, nước này đã quyết định rút giàn khoan phi pháp ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam sớm hơn một tháng so với kế hoạch và được che đậy bằng lý do đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Nhưng liên tiếp sau đó, Trung Quốc đã quấy rối hoạt động thăm dò dầu khí ở vùng biển bãi tư chính của Việt Nam. Hoa Lục thậm chí còn đe dọa buộc Việt Nam ngừng hoạt động thăm dò hợp pháp của mình tại vùng lãnh hải nước nhà. Gần đây nhất, tàu Hải Dương Hồng 10 và nhiều tàu quân sự khác của Trung Quốc còn ngang nhiên hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế của láng giềng, nhất là những khu vực nằm gần các lô dầu khí mà Việt Nam cùng với Nga đang khai thác. Qua đó có thể thấy để khống chế và kiểm soát Biển Đông, Trung Quốc đã tính toán triển khai nhiều mũi tiến công thích hợp cho từng phạm vi, khu vực, thời điểm, bối cảnh và đối tượng. Trong chiến dịch xâm lược vừa rắn vừa mềm này có sự phối hợp giữa mũi tiến chính, mũi tiến phụ, dương đông kích tây, công thủ ứng biến linh hoạt. Hay ở góc độ khác, Trung Quốc thậm chí còn tung hỏa mù với Việt Nam để đánh lừa láng giềng. Vậy nên trước thông tin về mỏ dầu Lăng Thủy 361, Việt Nam cần thận trọng theo dõi tình hình và triển khai ngay 5 giải pháp dưới đây nếu nó thực sự nằm trong vùng lãnh hải của mình. Thứ nhất, yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng UNCLOS 51982, bởi vì Trung Quốc là một thành viên của UNCLOS, đồng thời yêu cầu Hoa Lục thực hiện nghiêm túc đầy đủ DOC, thúc đẩy tiến trình thông qua COC, đặc biệt là không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Thứ hai, Việt Nam cần chuẩn bị đấu tranh pháp lý kỹ càng, chu đáo, thấu lý, đạt tình, có cơ sở khoa học, căn cứ vào chứng cứ pháp lý, bằng chứng lịch sử về chủ quyền biển đảo Việt Nam nói chung và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo lớn để khi cần thiết phải sử dụng đến chế tài quốc tế. Thứ ba, Việt Nam nên triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp đấu tranh chính trị, ngoại giao, bên cạnh đấu tranh pháp lý, qua đó tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế, khu vực đối với các hoạt động xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trong Biển Đông của nước ngoài. Thứ tư, Việt Nam cần đề cao cảnh giác và lấy sự tỉnh táo cho mình để không bị mắc bẫy do Trung Quốc giăng ra trước, trong và sau khi nước này tiến hành bất kỳ một hoạt động nào trên vùng Biển Đông rộng lớn. Thứ năm, chúng ta cần phải cảnh giác trước mọi động thái của Trung Quốc trên Biển Đông, không loại trừ việc Trung Quốc sẽ tuyên bố vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông trong tương lai gần. Nói tóm lại, chúng ta cần phải chờ đợi thêm thời gian nữa để biết được mỏ dầu Lăng Thủy 361 có nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam hay không. Từ đây đến đó, Việt Nam cần phải thận trọng theo dõi mọi nhất cử nhất động của Trung Quốc để kịp thời ứng phó cùng với 5 giải pháp linh hoạt được đề xuất vừa rồi. Các bạn
bạn thân mến, theo các số liệu thống kê cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia may mắn được thiên nhiên ban tặng nguồn tài nguyên dầu khí vô cùng dồi dào. Cụ thể hơn là trữ lượng dầu khí tại Việt Nam hiện được xếp thứ 26 trên toàn thế giới với khoảng 4,4 tỷ thùng dầu. Thêm vào đó, Biển Đông, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền tại nhiều vùng biển đảo rộng lớn, còn là một trong những bể chứa dầu khí lớn nhất hành tinh. Chính vì thế mà, có rất nhiều chuyên gia địa chất dự đoán rằng rất có thể Việt Nam đang nắm trong tay các bể trầm tích có giá trị lên đến 40.000 tỷ đô la. Nếu được khai thác đúng mức thì nguồn tài nguyên thiên nhiên này sẽ đem về cho Việt Nam khoản ngoại tệ siêu to khổng lồ mà bất kỳ ai cũng phải mơ ước. Vậy liệu rằng khi điều đó xảy ra, Việt Nam có hóa rồng và trở thành siêu cường quốc tiếp theo hay không? Vâng, không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, trong video clip hôm nay chúng tôi sẽ đưa mọi người đi tìm kiếm câu trả lời chuẩn xác nhất. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Như chúng ta cũng đã biết, các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam đã được triển khai kể từ thế kỷ trước dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Liên Xô và nhiều chuyên gia khác đến từ khắp nơi trên thế giới. Đến tận ngày hôm nay, người ta đã xác định được các bể trầm tích có trữ lượng dầu khí khủng ở Việt Nam tập trung nhiều tại tỉnh Thái Bình và Hưng Yên với độ sâu từ 1.000 đến hơn 3.000 mét. Trong đó, mỏ dầu khí đầu tiên được phát hiện chính là mỏ Tiền Hải C. Nó đã được đưa vào khai thác kể từ năm 1981 và trở thành biểu tượng ngọn lửa của ngành dầu khí Việt Nam. Ngoài ra thì, tại bể trầm tích sông Hồng còn có rất nhiều mỏ dầu khí có trữ lượng tiềm năng như là mỏ D14, sông Trà Lý, Đồng Quang D, Hồng Long, Hoàng Long, Yên Tử, Kèn Bầu và Cá Voi Xanh. Nổi bật lên trong số đó chính là mỏ Cá Voi Xanh thuộc lô 118 nằm trọn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam khi cách bờ biển Quảng Nam, Quảng Ngãi chỉ khoảng 80 km. Nó được công ty ExxonMobil của Hoa Kỳ và Petro Việt Nam hợp tác thăm dò kể từ năm 2009 đến nay. Kết quả cho thấy, trữ lượng dầu khí tự nhiên tại đây có thể lên tới 150 tỷ mét khối, giúp cung cấp nguồn nhiên liệu dồi dào cho các nhà máy điện trực thuộc vùng núi Thành, tỉnh Quảng Nam và cả khu kinh tế Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Theo dự đoán của các chuyên gia đầu ngành thì mỏ dầu khí Cá Voi Xanh sẽ cho vòng đời khai thác khoảng 25 năm. Trong thời gian đó thì nó sẽ cho doanh thu từ điện dao động khoảng 30 tỷ đô la. Còn nếu tính luôn tổng doanh thu cả vòng đời thì con số trên có thể lên tới 60 tỷ đô la. Không chỉ đóng góp hàng chục tỷ đô cho ngân sách nhà nước, mà mỏ Cá Voi Xanh còn tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 4.000 lao động trình độ cao. Tiếp đến là mỏ Kèn Bầu. Mỏ khí đốt nằm cách khu vực đất liền tỉnh Quảng Trị và Đà Nẵng chỉ vài chục km. Theo như dự đoán thì mỏ Kèn Bầu sẽ được khai thác vào năm 2028 với trữ lượng ước tính khoảng 230 tỷ mét khối khí và khoảng 450 triệu thùng khí ngưng tụ. Theo đó, nó sẽ phục vụ đắc lực cho các hoạt động sản xuất của ngành điện trong khu vực, đồng thời giải quyết tốt bài toán nan giải về nguồn cung khí đốt cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Và cái tên kế tiếp mà chúng ta cần nhắc đến chính là bể trầm tích Hoàng Sa nằm gần trung tâm Biển Đông ngay chính giữa Việt Nam và Philippines. Nó có diện tích khoảng 70.000 km2 với độ sâu nước biển ở nơi sâu nhất là 3.500 m. Dựa trên các cuộc khảo sát địa chất được thực hiện từ đầu thế kỷ 20, cho thấy trữ lượng khí đốt tiềm năng và khí đốt tại chỗ của bể Hoàng Sa ước đạt 340 tỷ mét khối với khả năng thu hồi khoảng 200 tỷ mét khối. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng tiềm năng khai thác của bể Hoàng Sa vẫn còn là ẩn số khi tại đây chưa có một giếng khoan thăm dò dầu khí nào được triển khai lắp đặt. Sau bể Trường Sa là bể trầm tích Phú Khánh trải dài trên bờ biển duyên hải miền Trung của Việt Nam. Diện tích của bể dao động khoảng 80.000 km2 với các lô khí đốt đã được xác định là lô 121 đến 128 và lô 147 đến 152. Nhưng theo nhiều nguồn tin uy tín cho biết quy mô phát triển của bể trầm tích này rất có thể còn được mở rộng hơn về phía đông. Được biết, các hoạt động thăm dò dầu khí tại bể Phú Khánh đã được thực hiện từ năm 1980 cho đến nay. Theo đó, người ta nhận thấy nơi đây tập trung nhiều mỏ dầu có tiềm năng lớn như cá heo, cá mập, tuy hòa. Nhưng cho đến nay, công tác khai thác trữ lượng dầu khí tại các mỏ dầu này vẫn dậm chân tại chỗ do nơi đây có độ sâu mực nước biển quá lớn, dẫn đến chi phí đầu tư tăng cao. Ngoài các bể trầm tích ở miền Bắc và miền Trung kể trên, Việt Nam còn có nhiều bể trầm tích Nam Bộ khác. Nổi bật nhất có thể kể đến là bể trầm tích dầu khí Cửu Long có diện tích 36.000 km2. Nó chạy dọc bờ biển Vũng Tàu, Bình Thuận và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, với nơi sâu nhất chỉ khoảng 80-90 mét.
Có thể nói là bể trầm tích Cửu Long là nơi có số lượng khảo sát địa chất và giàn khoan lớn nhất Việt Nam, đồng thời cũng là nơi có nhiều mỏ dầu được đưa vào sử dụng nhiều nhất. Bởi vì bể trầm tích Cửu Long nắm giữ hầu hết các mỏ dầu khí lớn nhất nước ta như mỏ Bạch Hổ, Tê Giác Trắng, Tê Giác Đen, Sư Tử Vàng, Sư Tử Trắng, mỏ Rạng Đông, vân vân. Trong đó, mỏ Bạch Hổ thuộc lô 91 đã được Liên doanh Dầu khí Việt Nga thăm dò và khai thác từ năm 1988. Nó được cho là có trữ lượng và sản lượng khủng dầu khí với khoảng 2 tỷ thùng. Theo đó, người ta có thể khai thác tại đây khoảng 79.000 thùng dầu mỗi ngày, đem đến nguồn thu ngoại tệ lên đến hàng tỷ đô la cho Việt Nam mỗi năm. Còn nếu như cộng hết sản lượng khai thác dầu thô tại bể trầm tích Cửu Long thì nó có thể chiếm tới hơn 80% tổng sản lượng khai thác dầu khí của Việt Nam. Tiếp sau bể trầm tích Cửu Long chính là bể trầm tích Nam Côn Sơn, nằm tại vùng Đông Nam, trực thuộc thềm lục địa của Việt Nam. Nó có diện tích khoảng 100.000 km2. Kể từ năm 1970, các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại bể Nam Côn Sơn đã phát hiện được rất nhiều mỏ dầu có tiềm năng lớn như là mỏ Đại Hùng, mỏ Lan Tây, mỏ Rồng Đôi Tây và Hải Thạch. Trong đó, mỏ Đại Hùng được cho là có tiềm năng nhất khi có sản lượng khai thác dự kiến là khoảng 354,6 triệu thùng và khoảng 8,5 tỷ mét khối khí tự nhiên. Nó đã được đưa vào khai thác kể từ năm 2006 đến nay. Và đến nay chúng ta không thể nào bỏ qua bể trầm tích Tư Chính, Vũng Mây có diện tích khoảng 90.000 km2, một bể trầm tích nằm tại khu vực nước sâu trên thềm lục địa Đông Nam của Việt Nam. Theo cuộc khảo sát, thăm dò địa chất cho thấy, bể trầm tích Tư Chính có độ sâu nước biển trên 1.000 mét với nơi sâu nhất lên tới 3.000 mét. Tại đây, Việt Nam đã cho xây dựng trạm dịch vụ kinh tế khoa học kỹ thuật gọi tắt là DK1 để bảo vệ bãi ngầm nằm trong thềm lục địa phía Nam. Song song đó, thì Việt Nam còn tiến hành nhiều hoạt động khai thác dầu khí tại vùng biển Tư Chính để làm dầu cho quốc gia. Ước tính cho thấy nơi đây có trữ lượng dầu khí thu hồi khoảng 3,8 tỷ thùng dầu và từ 285 đến 857 tỷ mét khối khí. Nếu dự đoán trên là chuẩn xác thì đây chính là nơi chứa nhiều dầu khí nhất tại vùng thềm lục địa Việt Nam. Và sau tất cả, chúng ta không thể nào bỏ qua bể trầm tích Trường Sa, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa có tổng trữ lượng dao động từ 3.330 đến 660 triệu tấn khí dầu. Song song với đó thì còn có bể trầm tích dầu khí Malay Thổ Chu rộng 80.000 km2 nằm trong khu vực Vịnh Thái Lan, ngoài khơi biển Cà Mau Hà Tiên. Nó được cho là có tiềm năng dầu khí lớn thứ tư Việt Nam với khả năng thu hồi rơi vào khoảng 380 triệu tấn khí dầu. Vậy nên, nếu giả sử Việt Nam khai thác được hết sản lượng dầu trên vùng lãnh thổ của mình, cũng như trên cả Biển Đông theo số liệu được Trung Quốc dự đoán là khoảng 125 tỷ thùng, thì Việt Nam sẽ thu được 10.300 tỷ đô la với giá dầu đang ở mức 83 đô la một thùng như hiện nay. Và theo đó, tài sản quốc gia của Việt Nam sẽ tăng lên gấp 10 lần so với năm 2022. Nhưng thứ đáng kể nhất là 14 tỷ mét khối khí hiện có trên Biển Đông có thể mang về cho Việt Nam khoảng 30.000 tỷ đô la với giá bán thương mại khoảng 2,44 đô la trên một mét khối. Số tiền khổng lồ trên sẽ giúp cho Việt Nam trở thành quốc gia giàu thứ 3 trên thế giới sau Mỹ có 145.000 tỷ đô la và Trung Quốc có 85.000 tỷ đô la trong ngân khố quốc gia. Còn nếu so sánh với các nước khác thì Việt Nam giàu gấp 2,5 lần Đức và gấp 4 lần Hàn Quốc. Riêng với các nước Đông Nam Á khác thì sẽ bị Việt Nam bỏ xa. Các bạn thử nghĩ mà xem, với số tiền khổng lồ đó Việt Nam có thể làm gì? Vâng, ngoài việc tập trung phát triển kinh tế để tiên đề rắc tiền, Việt Nam còn có thể xây dựng cho mình một quân đội hùng mạnh ngang ngửa với Trung Quốc. Bởi vì khi đó chúng ta có thể mua sắm hàng ngàn máy bay chiến đấu, hàng ngàn con tàu chiến tải trọng khủng và hàng chục chiếc tàu sân bay siêu to khổng lồ. Điều này sẽ giúp cho Việt Nam trở thành một siêu cường dễ như trở bàn tay. Các nước khác sẽ phải kiêng dè Việt Nam và muốn làm gì thì cũng phải nhìn sắc mặt của đất nước hình chữ S. Nhưng đó vẫn là câu chuyện của thì tương lai, với khả năng xảy ra rất thấp. Bởi vì ở thời điểm hiện tại, Biển Đông đang nằm trong khu vực tranh chấp của rất nhiều quốc gia khác nhau. Thêm vào đó, Trung Quốc còn thường xuyên triển khai các hoạt động quấy phá tại vùng lãnh hải và vùng thềm lục địa của Việt Nam. Chính điều đó đã gây ra khó khăn rất lớn cho quá trình thăm dò và khai thác dầu khí suốt thời gian qua. Vậy nên thiết nghĩ Việt Nam cần phải có những đối sách khả thi hơn và mang tầm chiến lược hơn trong việc tuyên bố chủ quyền lãnh thổ để tạo điều kiện cho ngành khai thác dầu khí phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Còn các bạn có nghĩ như thế không? Vui lòng comment ngay xuống phía dưới. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé.